Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang đến anh chị và các bạn một siêu phẩm đến từ Đức. Chiếc Audi em đang cập nhật anh chị và các bạn thông tin là chiếc Audi Q5 phiên bản máy 2.0 TFSI Quattro, cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành của chiếc xe nó rất tuyệt vời. Về cơ bản ở phần đầu xe của chiếc xe thì các bác có thể thấy có sự thay đổi về hệ thống đèn chiếu sáng của chiếc xe được nâng cấp lên đèn bi xê lông. Với những tính năng an toàn của chiếc xe nó mang lại cho người dùng như là hệ thống rửa đèn pha, rồi là có trang bị hệ thống cảm biến phía trước của chiếc xe, anh chị có thể tham khảo qua đây. Cùng với đó thì xe có trang bị cho anh chị và các bạn dàn lốp của chiếc xe được trang bị dàn lốp vẫn còn rất mới, date lốp của chiếc xe là tuần thứ 2 của năm 2019. Bộ vành của chiếc xe anh chị và các bạn có thể thấy nó rất là đẹp, rãnh lốp vẫn còn rất là sâu này. Ở phần thân xe thì nó sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn như là phần lẹp mạ này, các chi tiết về gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Sơn si của chiếc xe thì nó cũng có sơn tỉa lại một vài điểm nhỏ ở trên chiếc xe rồi. Với một mẫu xe có tuổi đời là 15 rồi thì nó còn lại được những gì thì anh chị và các bạn có thể tham khảo qua những các chi tiết em quay đây. Với đằng sau của chiếc xe thì nó được trang bị cho anh chị và các bạn như là cụm đèn hậu với dạng LED này. Các chi tiết tính năng an toàn của chiếc xe được trang bị như là hệ thống cảm biến phía sau với 4 con mắt cảm biến, cùng với ống xả và những các tiện ích của chiếc xe nó có trang bị cho anh chị và các bạn. Cốp của chiếc xe có chức năng cốp điện và có thể mở bằng chìa khóa. Anh chị và các bạn có thể giữ một lúc thôi là chìa khóa nó sẽ tự động mở cho anh chị và các bạn này. Đây là những cái đường nét về keo chỉ ốc ác của chiếc xe điểm để mình có thể đánh giá được là xe có zin hay không. Như em kiểm tra qua thì tất cả các phần cánh cửa cũng như là kính trước, kính sau của chiếc xe thì nó vẫn là date là 2014. Cho ta thấy là xe không có hiện tượng bị đâm va mạnh dẫn đến cái tình trạng vì đâm va vào cái phần kính. Đấy là những cái nhận định sơ qua bên ngoài. Còn để kiểm tra xem nó có bị va chạm nhẹ hay không thì anh chị và các bạn có thể nhìn qua những đường nét về đường chỉ của chiếc xe để mình có thể cùng đánh giá được tổng thể của chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Như đơn vị đang có để các bác có thể nhìn qua. Như hiện trạng của chiếc xe thì nó trong cái tình trạng hoàn hảo do bác chủ bác ấy đi rất là giữ gìn, đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể an tâm trên văn bản hợp đồng giấy tờ là không đâm va, không ngập nước, check test hãng gara toàn quốc. Những cái phần mép cản phía sau của chiếc xe nó vẫn còn rất là khít anh chị nhé. Với không gian ngồi ở phía sau của chiếc xe thì nó sẽ có một cái không gian cho anh chị và các bạn, một cái không gian khá là rộng rãi cho 3 người ngồi. Và những cái thông số như em vừa nhắc đến anh chị và các bạn là kính nó có zin hay không thì mình có thể nhìn qua các thông số kính này. Đấy, những cái phần mã vạch của chiếc xe thì nó vẫn còn đầy đủ. Và những cái điểm như là con ốc bản lề của chiếc xe anh chị bạn có thể thấy là nó không hề có hiện tượng bị tháo để thay thế sửa chữa anh chị nhé. Tapi với những cái phần khấu hao theo thời gian là những phần tay mở cửa này. Sau cái thời gian sử dụng thì nó sẽ có những cái hiện tượng như là bị xước hay là bị bóng trơn. Đây là tay mở cửa. Những cái chi tiết ốp gỗ và những cái viền mạ chôm này. Đây là những con ốc bản lề. Đấy. Bậc lên xuống và chất lượng ghế ngồi của chiếc xe sau cái thời gian sử dụng anh chị và các bạn có thể nhìn qua cùng em đây. Đây là bề mặt ghế ngồi của chiếc xe hay là những cái chi tiết về tựa đầu, chân xe và những cái phần cửa gió điều hòa trung tâm của chiếc xe ở chính giữa trung tâm. Nó mang lại cho anh chị và các bạn một cái không gian thoải mái và đầy đủ những cái tiện ích. Cửa đóng rất là chắc chắn anh chị ạ. Với phần cánh lái của chiếc xe thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua. Đây là những cái thông số kính của chiếc xe, nó vẫn là zin liền đời. Và những cái chi tiết về cánh cửa có những cái phần tem mác này. Đây là các thông số về áp suất lốp anh chị nhé. Để mình có thể là trải nghiệm xe nó êm ái cũng như là vận hành của chiếc xe nó tuyệt vời. Thì đây là cái sự lựa chọn để anh chị và các bạn có thể là cân nhắc. Trong đây thì nó sẽ có cho anh chị và các bạn với các phím chức năng như là lên xuống kính này, có sấy gương này. Đấy, gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ. Bên trong đây là những phần con ốc bản lề và tai xe của chiếc xe. Bậc lên xuống của chiếc xe vẫn còn siêu ly lông còn chưa bóc hết này. Ghế ngồi của chiếc xe sau 10 năm sử dụng anh chị và các bạn có thể nhìn qua. Với chất lượng ghế da của chiếc xe là da zin anh chị nhé. Zin nguyên bản theo nhà sản xuất từ đầu, chưa có bị thay thế gì cả. Đấy, sau cái thời gian 10 năm thì xe nó vẫn còn trong cái tình trạng rất đẹp, tình trạng hoạt động hoàn hảo. Có trang bị cho anh chị và các bạn đèn nổ start stop này, có phanh tay điện tử và có màn hình giải trí, có cam hành trình bác chủ bác nâng cấp và cụm đồng hồ hiển thị thông tin của chiếc xe. Mẫu xe này đã lăn bánh quãng đường là 138.000
914 km. Đấy, những cái thông tin của chiếc xe thì rất là rõ ràng, đảm bảo cho anh chị và các bạn có những cái thông tin chính xác về chiếc xe cũ đã qua sử dụng. Với những chiếc xe em đang giới thiệu và mang đến cho anh chị và các bạn thì em luôn mong muốn mang đến đầy đủ cái thông tin rõ ràng nhất để anh chị và các bạn dễ dàng cân nhắc lựa chọn. Và tiếp tới đây thì em cũng sẽ mời anh chị và các bạn ngắm qua những con ốc bản lề này, hay là những cái chi tiết về thanh răng, ốc mặt máy, ốc chân máy của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể nhận diện qua. Đây là những cái chi tiết về phần những ốc thanh răng của chiếc xe, hay là những phần ốc mặt máy, ốc chân máy của chiếc xe để các bác có thể là cảm nhận. Và những cái phần điểm để mình biết được cái phần đầu có bị đâm va không, mình có thể nhìn qua giúp em những cái thông số ở đây. Nó vẫn có những cái thông số đầy đủ này. Rồi là những cái phần dập tròn của nhà sản xuất, tất cả các chi tiết này nó có bị móp méo hay không là mình có thể nhận biết được rồi. Với mức giá bán của chiếc xe Audi Q5 phiên bản máy 2.0 TFSI Quattro sản xuất năm 2014, nhập khẩu nguyên chiếc, hiện tại đang chào bán với mức giá là hơn 600 triệu. Chi tiết cụ thể thông tin các bác có thể trao đổi cùng em theo số điện thoại trên màn hình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.